bộ phim Trộm Tốt Trộm Xấu. Người đàn ông ở giữa là Bessa, người bên này là ông của cô. Còn người này là ông của tên trộm tên là Chang Ban Su. Và vẫn còn hai người nữa, chúng ta không biết được danh tính. Chúng ta cần phải tìm con của họ. Thôi bà, con nói Kim Chang Gi đã tới Hồng Kông hơn 10 lần trước khi chết. Bà chắc chắn rằng hắn ta đã tìm ra được bản đồ rồi đó. Phải lấy được nó cho bằng được. Không đâu bà, xin bà hãy dừng lại đi. Có một người đã chết rồi đó. Bà còn nhớ bà nói gì hay không? Bà đã nói sẽ không gây ra bất cứ phiền toái nào nữa mà. Nhưng con đã phải ngụy tạo ra vụ án ma túy đó vì ba. Có một cảnh sát cũng đang dấn sâu vào vụ này. Giờ ba lại muốn làm lớn chuyện này hơn hay sao? Lúc nào con cũng phải dọn dẹp mọi chuyện cho ba. Ba xin lỗi. Cũng đã như vậy rồi, con sẽ thu xếp ổn phần còn lại. Ba đừng gây ra thêm những chuyện như vậy nữa. Vậy thì công ty tính sao đây? Ba cứ bán đi một chi nhánh hoặc tìm người có thể giúp đỡ cho ba là được thôi. Việc tìm một người và tấm bản đồ mà chúng ta không biết sẽ mất rất nhiều thời gian. Ba hãy bỏ đi. Xin ba đừng đẩy con vào nguy hiểm nữa. Đứa bé đã chứng kiến tất cả sao? Dạ, tôi chắc chắn là gì. Một đứa bé 4 tuổi có thể làm đồ chuyện này không? Tôi không biết. Cậu hãy đi kiểm tra, phải chắc chắn không để xảy ra rắc rối nào. Tuân lệnh ngài. Nè con à, con không được chạy nhảy bên ngoài như vậy đó. Nè con à, vào phòng bệnh đi, con sẽ đi lạc mất đó. Đi thôi. Ôi, con chạy nhanh thật đó. Cái thằng bé này đáng yêu thiệt. Ở đây với mẹ của con nè. Con phải ngoan nha. Suhyeon à, con có đói không? Con có muốn ăn thứ gì đó không? Chú không phải là người xấu đâu, hả? Đi với chú đi, hả? Chú sẽ mua cho con nhiều đồ ăn ngon lắm. Đi thôi. Anh là ai vậy? Hả? À, thật ra tôi tới thăm người bạn ở phòng kế bên. Tại tôi thấy thấy thằng bé này đáng yêu quá. Tôi xin lỗi nha. Còn đáng yêu lắm, hơn cái bạn kia luôn, hả? Suhyeon à, con còn nhớ chú không? Con có nhớ ngày hôm đó gặp chú không? Nếu con nói thì chú sẽ cho con. Hôm bữa mà con vừa chạy vừa khóc đó. Con thấy điều gì đáng sợ hả? Có chuyện gì vậy con? Nếu như con muốn ăn thì phải ráng nhớ lại đi. Sao con lại đá ba? Đừng có ăn cái đó, ăn cái này nè. Con làm ơn hãy nhớ lại đi. Công việc bây giờ của chú phụ thuộc rất nhiều vào con đó. Có thể là vàng hoặc là kim cương. Chú không biết là cái gì. Ta đừng có nói gì nữa. Thôi được rồi, con ăn đi. Anh ta nghĩ đứa bé đó có thể nhớ được gì hay sao chứ? Đẻ quên à! Cho nên anh ta đã phóng hỏa.
Thanh tra chú. Trời ơi, giờ này mà anh còn chọc tôi nữa hay sao hả? Thiệt tình đó. Sao mặt mũi của anh cao có dữ vậy? Hả? Nè nè, mày làm gì vậy? Nè nè. Chuyện gì vậy? Trời ơi. Hả? Làm gì vậy? Nè 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 nè. Ê, à, bé sao chu nè. Ây à, ba của con bận chuyện rồi. Để chú mua bánh mì cho con ăn có được không? Nè, đưa tôi đi đâu vậy? Tránh đường ra cho họ đi. Mấy anh này lạ thiệt nha. Nè, ngồi yên đi. Ơi. Ông tìm thấy thứ này trong nhà tôi sao? Đúng như vậy. Tôi đã khuyên cậu mau thú nhận rồi kia mà. Trời ơi, tôi xin thề với ông, chuyện này đúng là vô lý mà. Phía công tố lấy được thứ này ra, thứ này đâu phải là của tôi đâu. Đừng có chối, tôi đã thấy cậu nói dối rất nhiều lần rồi. Trời ơi, đúng là phát điên lên mà. Nè, thanh tra Chu, anh nói gì đi chứ? Không lẽ anh cũng nghĩ tôi đang trộm thứ này sao? Hả? Trưởng ban à, tôi bị quan đó. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện. Hả? Tôi bị quan, thật sự tôi bị quan mà. Đủ rồi, đưa cô ta đi, đến chỗ công tố đi. Khoan đã, nghe tôi nói đi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện. Hả? Chuyện này chính là do công tố Yun Chung The đã dàn xếp mọi chuyện. Chính anh ta đã quỷ tạo nên hiện trường ma túy. Im lặng đi. Sao ông đánh tôi chứ? Cái tình khốn này, nếu như cậu muốn dựng chuyện thì hãy dựng cho có lý vô. Cậu sống đời rồi đó. Trưởng ban à, trưởng ban à, bỏ tôi ra, tôi không thể đi được. Tôi phải chăm sóc cho Su Chu nữa, bỏ tôi ra đi. Cái tình khốn này, bỏ ra. Trời ơi, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra, tôi không có tội mà. Cô à, đứa bé và mẹ của nó đâu rồi hả? Người mẹ tới phòng điều trị rồi. Vậy còn đứa bé? Cô y tá dẫn đứa bé tới căng tin mua đồ ăn giặt rồi. Mẹ của con á đang đợi ở ngoài kia kìa. Chúng ta đi thôi, nhanh lên. Cô sẽ đưa con đi gặp mẹ của con ha, nhanh lên. Con ngoan lắm, mẹ đang chờ con ở ngoài kia kìa. Con sớm đi gặp mẹ đi. Nhanh lên nha, chúng ta đi thôi. Bên kia kìa, con thấy chưa? Đó, con thấy chưa? Con đây rồi. À, Suhyeon ngoan lắm. Nào, tới đây. Qua đó đi con. Nhanh lên. Qua đó đi. Tới đây. À, nè. Tôi hít phải khói trong trận hỏa hoạn không? Đúng. Lúc đó nồng độ cồn trong máu của cô cũng rất cao. Cô đã hít phải khói trong lúc say rượu. Vậy nên cô đã phải mất nhiều thời gian như vậy mới có thể tỉnh lại. Con trai của cô đã hồi phục lâu rồi. Nhưng mà thằng bé đã mất trí. Do lượng carbon monoxide nhiều. Và hiện không thể nói được. Suhyeon. Suhyeon à. Con trai tôi. Con trai của tôi đâu rồi? À, cũng không biết nữa, mới nãy nó còn ở đây mà. Suhyeon à. Suhyeon à. Xin hỏi có gặp đứa bé cỡ này không? Đứa bé hả? Đứa bé tôi trai. Tôi không thấy cô bà kia. Cảm ơn nhiều đi. Lắm. Chào anh thanh tra. Con trai của tôi đi đâu mất rồi? Anh hãy gọi thanh tra càng giúp tôi đi. Ôi, cô này đúng thật là. Cô cố tự sát cùng với con của mình mà. Sao bây giờ cô lại đi tìm nó để làm gì đây hả? Tự sát sao? Là tôi sao? Có chết thì cũng chết một mình đi. Sao còn kéo theo đứa nhỏ để làm gì?
Giờ cô mới đi tìm nó hay sao hả? Muốn tự sát cùng nó thêm một lần nữa hả? Cậu làm gì kêu gì vậy hả? Sao lại có thể để lạc mất một thằng nhóc 4 tuổi như vậy? Tôi xin lỗi ngài. Tôi đã lục tung hết bệnh viện rồi, nhưng mà vẫn không thấy nó. Cũng không thể tìm được mẹ thằng bé. Không lẽ nào con người đã đưa họ đi rồi sao? Thằng bé đó thì có thể đi được bao xa được đây? Nhưng mà ba của thằng bé còn có một người bạn, chính là tên trộm đó. Cậu đảm bảo sẽ khiến hắn ngậm miệng được không? Con ngạc nhiên không? Bây giờ thì không sao rồi. Con đói không hả? Con nhớ mẹ lắm có đúng vậy không? Con biết không hả? Ở bệnh viện nó có rất nhiều người xấu, nên chúng ta không đến đó nữa. Ở đây chơi với chú nha. Khi nào con chơi chán rồi thì chú sẽ đưa con về. Con có thích gấu bông không? Có thích con này không hả? Nhà của chú có rất nhiều gấu bông đó. Đây nữa nè. Con thích không? Con ôm hai chú gấu bông đi nào. Ồ, con ngoan quá. Ngoan lắm đó. Em không còn lý do gì để sống tiếp. Em chỉ muốn đi theo anh thôi. Ây, cô này cũng thật tình à. Cô cố tự sát cùng với con của mình mà. Sao giờ cô tìm nó đi làm cái gì chứ? Hiona, Suyon, con trai ơi, mẹ đã làm gì với con vậy chứ? Sao mẹ có thể làm vậy với con trai mình? Mẹ đã giết con mình sao? Sao mẹ có thể làm điều đó? Sao một người mẹ có thể làm điều này chứ? Tại sao? Suyon của chúng ta đang trốn ở đâu rồi hả? Con trốn kỹ quá làm chú không thể tìm thấy con đi nè. Con ở đâu vậy chứ? Ồ, ở đâu vậy hả? Ở đây sao? Ồ, không có. Ồ, vậy ở đâu chứ? Ú, cái gì đây ta? Không biết là cái gì nữa đây. Ồ, có phải ở đây không? À, cha, tìm được rồi. Cha, con trốn kỹ quá làm chú tìm hoài mà không ra luôn đó. Nè, bây giờ quánh tu tì chơi lại nha. Búa kéo bao. À, trời ơi, chú thua rồi, phải đi tìm nữa rồi đó. Con trốn mau đi. Chuyện gì? Các ngươi muốn gì hả? Chàng Pan Su, thằng bé đâu rồi? Hả? Thằng bé nào chứ? Con trai của anh bạn Kim Chanh Ghi của mày. Cậu nói gì vậy? Không có đâu. Tại sao tôi phải đưa nó đi chứ? Cậu đã nói tôi phải giữ kín mọi chuyện. Tránh ra đi. Tìm phòng khác đi. Các chú làm gì vậy? Các chú tìm gì vậy hả?
làm cái gì vậy? Tránh ra đi, cái thằng khốn này. Sao mày dám đánh con trai của tao hả? Mày điên rồi, mau bỏ ra. Đúng là tao đang điên lên rồi đó. Mày mau ra đi, ra đây mau lên, cút ra khỏi nhà tao đi. Mày là ai mà dám đánh con trai của tao hả? Thằng khốn này. Ba ơi, ba ơi, Minh Trà, vào nhà đi con, vào trong nhà đi con. Mày bị điên rồi hả thằng khốn? Đúng vậy, tao đang điên rồi đó. Chúng ta sẽ chết cùng nhau thôi, bọn khốn chúng mày. Lại đây nào, nhào vô đi, giết tao đi, giết chết tao luôn đi. Lại đây, ngon nhào vô đi. Cái thằng khốn này đúng là bị điên rồi. Tụi mày định đi đâu hả? Đứng lại cho tao. Ngon thì đánh tao đi, đánh đi, đánh tao đi. Ba ơi, ba có sao không ba? Minh Trà, con có bị thương ở đâu không vậy? Con không sao đâu, nhưng ba đang bị chảy máu đó. Ba không sao đâu mà, miễn là con không sao là được rồi. Ba không sao đâu con à, ba không sao đâu. Không sao đâu, đã ổn rồi. Vậy còn Suhyeon? Ba ơi, Suhyeon à, Suhyeon, Suhyeon à, con đâu rồi Suhyeon? Suhyeon, Suhyeon à, đã tìm thấy con rồi. Suhyeon, không sao rồi, bây giờ không phải sợ gì hết. Bây giờ thì con không sao nữa rồi, đã an toàn rồi con à. Con đừng sợ nha, bây giờ không sao nữa đâu. Con đừng sợ nha, không sao rồi, chú lo cho con lắm đó. Con không sao rồi. Trong đời tôi đã được chứng kiến những người thông minh phản bội người tốt nhiều rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một đứa con của chiến sĩ độc lập lại làm điều đó. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều cảnh sát có dính líu đến rất nhiều vụ tham nhũng, nhưng chưa bao giờ thấy một kẻ mặt dày như cậu bây giờ. Ê, anh làm tôi phát điên lên đó. Anh chuyển đổi số thuốc rẻ tiền thành heroin và ngụy tạo thành vụ án của Kim Chang Gi để vu oan cho tôi. Anh đã bỏ nó vào nhà của tôi. Tôi làm gì có lỗi với anh sao? Đây là heroin từ chỗ Kim Chang Gi. Thứ này hả? Anh lấy được thứ heroin này ở đâu ra vậy? Sao anh làm chuyện này chứ? Chính tôi đây, tôi đã tới phòng nhân chứng và nếm thử rồi. Sao anh dám nói dối trước mặt của tôi như vậy? Cậu vừa thừa nhận là mình đã xâm nhập bất hợp pháp và đã dùng ma túy. Cậu chỉ việc nếm thôi mà đã phân biệt được giữa heroin và philophone rồi. Vậy có nghĩa là cậu đã làm việc đó được khá lâu. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Công tố Jun à, tới giờ tôi trở thành cảnh sát cũng đã hơn 10 năm. Trên người tôi có 5 vết thương do dao đâm. Và anh vu oan cho tôi chỉ để che đậy cho hành vi sai trái của mình thôi sao? Ba vợ của anh, chủ tịch không có dính líu tới vụ này phải không? Tôi đoán chính xác chứ. Cậu đang đi quá xa rồi đó. Hey, thật ra tôi có đọc qua báo cáo rồi. Kim Chanh kia đã bị siết cổ tới chết và bị kéo vào trong núi. Với lại ở trong núi chỉ có biệt thự của Hong In Kwon, còn có con trai của Kim Chanh kia thì lại được phát hiện ở ngay trước biệt thự. Anh nghĩ làm sao chứ? Chỉ là trùng hợp thôi hả? Tên buôn lậu ma túy đã giết Kim Chanh kia ở một nơi nào đó, rồi bỏ anh ta ở trong núi. Và bọn chúng đã mang con trai của Kim Chang Gi đến đó để đổi lấy đống heroin này. Cậu không thể vu oan cho người vô tội chỉ vì biệt thự của ông ấy ở đó được đâu.
Cậu buồn cười thiệt đó. Thật ra chuyện tôi đó... nặng hơn là vì đọc trộm báo cáo khám nghiệm tử thi. Hãy tiến hành điều tra và tịch thu hết mọi tài sản của cậu ta và xin lệnh bắt giữ đi. Công tố vua nè, khoan đã, nghe tôi nói. Hình như có hiểu lầm rồi. Chúng ta đi ăn thịt nướng và uống rượu rồi nói rõ hơn về vụ án này có được không hả? Tôi không muốn nói chuyện với một tên rác rưởi như cậu đâu. Mấy năm sau cậu không được ăn thịt nướng nữa đâu. Công tố vua nè. Trời ơi, bọn chúng lại đến đây đánh anh như vậy sao? Ừ. Anh đã nói với em là anh đã trả hết tiền gốc lẫn lãi cho bọn chúng rồi mà. Vậy thì tại sao bọn chúng lại làm như vậy chứ? Còn thằng bé này là ai? Con trai của bạn anh đó. Bạn anh là ai? Anh đang nói dối em đúng không? Trời ơi, không có đâu. Anh nói dối làm gì chứ? Anh giữ nó vài ngày rồi gửi nó lại thôi. Bà đừng nói dối. Bà thậm chí đi trộm tiền để cứu người phụ nữ đó. Bà dùng tiền để đưa cô ấy tới bệnh viện. Con có ngăn cản ba nhưng mà không được. Vậy ba tới đây gặp cô ấy đó mẹ. Thằng bé đang nói chuyện gì vậy hả? Con đã nghe thằng nhóc này gọi ba là ba đó. Những gì Minh Che nói là thật sao? Do thằng bé giật mình mà thôi. Có gì quan trọng chứ? Còn cô ta là ai? Là vợ của bạn anh em mà. Sau khi bạn anh mất đi, cô ấy đã châm lửa đi tự tử. Thật sao? Vậy mau đi gặp cô ta đi. Minh Che đi thôi con. Cô ta đang ở đâu? Thôi đi mà, bây giờ em không thể đi đến đó được đâu. Sao lại không được chứ? Anh không có lỗi thì cố ngăn cản em làm gì? Thật ra thì hiện giờ cô ấy vẫn còn bất tỉnh, vậy cho nên anh mới đưa thằng bé về đây em à. Cứ mặc kệ, dù cô ta có bất tỉnh hay không thì hãy có một cuộc gặp mặt giữa ba người đi. Anh đã nói với em là không phải như vậy rồi mà. Đồ điểu cán. Thì ra anh đã lừa dối tôi trước khi anh đi tù hay sao? Trời ơi, trời ơi, không thể tin nổi mà. Sao anh lại có thể làm vậy với tôi chứ? Sao anh lại dám lừa dối tôi suốt thời gian qua? Anh thấy chưa đủ hay sao mà còn có đứa con quan nữa? Tôi đã nhẫn nhịn mọi chuyện, anh nghĩ tôi là một người dễ tính như vậy hay sao hả? Trời ơi, anh là đồ khốn, anh là đồ khốn mà. Tôi đã nói là không phải rồi mà. Đừng có làm chuyện mắc cười như vậy chứ. Cô không thấy tôi bị đánh hay sao hả? Phải rồi, lẽ ra bọn chúng nên đánh chết anh luôn đi. Sao anh vẫn còn sống làm gì chứ? Ra ngoài, anh mau cút đi. Cút ra khỏi nhà tôi đi. Anh mau đi đi, cút đi. Cút đi cho khuất mắt tôi, cút đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đi chết đi, biến đi, biến đi. Đừng để tôi thấy mặt anh nữa. Su-hyun à, Su-hyun à, Su-hyun à, con trai, con trai nè, con trai, cô này, cùng mẹ cô làm gì con trai của tôi vậy? Mà buông ra đi, buông nó ra đi, buông ra đây giùm đi, buông ra đi, làm gì vậy? Cô không nhận ra mẹ sao? Buông trai của tôi ra, đúng là bị điên thật mà, đồ điên mà, Hyun, trời ơi, cô tránh ra giùm đi, tôi, ôi, thiệt tình à, Hyun à, đừng sợ con, Su-hyun, đi thôi con. Con có nhớ mẹ con không? Chú xin lỗi con, nhưng bây giờ con chưa thể gặp mẹ được đâu. Cho nên con chờ thêm vài ngày nữa nha. Nè, chú vừa mới nghe thấy một cái tiếng gì vậy chưa? À, chú biết rồi, chú biết rồi. Nó phát ra từ bụng của con có đúng gì không hả? Có đúng không? Nè, lại đây.
Ê trời ơi. Hả? Có một người phụ nữ kìa, cô ấy đi xuống sông kìa. Đó là mẹ của Suhyeon mà. Bà cứu cô ấy lên đi, nhanh lên. Ê, trời ơi, trời ơi. Mẹ Suhyeon à, đừng có làm vậy. Nè. Nè cô à. Trời ơi, dại dột vậy. Nè nè. Đừng mà. Bây giờ con có thể trú mưa ở đây, chỗ này ấm lắm đó. Ồ, đây là chỉ là một trò đùa mà thôi. Trò này gọi là giống như là văn hóa truyền thống vậy đó. Không phải là trộm đâu, không phải đâu. Xem nè, chúng ta sẽ dùng cả ngón tay gõ vào quả dưa hấu gần chín. Quả này có vết thâm trên vỏ, chúng ta có thể lấy nó và ăn nó luôn. Nhâm 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 nhâm, ăn nguyên một trái luôn. Yeah. Nè, bây giờ bắt đầu nha. Hãy xem đây. Ôi trời, đau quá. Đau quá đi. Chú sẽ dùng đầu vậy. Đây là dịch vụ thứ hai theo ý khách hàng đó. 1 2 3. Bể ra đi chứ. Hãy xem đi. Tuyệt, đã bể ra rồi. Bây giờ chúng ta cùng ăn nào. Ngon quá đi. Hãy nhìn chú nè. Bụng của con ở đâu rồi, để chú sờ thử xem nào. Chắc là no lắm rồi, có phải vậy không hả? Mẹ ơi, sao mẹ chưa ngủ? Mẹ không ngủ được. Không biết ba của con đã mang thằng nhóc đó đi đâu rồi nữa. Chắc là mẹ bị điên rồi. Ba con đã bị người ta đánh như vậy mà mẹ còn đuổi ông ấy đi nữa chứ. Mẹ ơi, mẹ đang lo lắng cho ba hả? Mẹ không giận nữa hay sao? Ba con đã nói là không phải rồi mà. Chắc lúc đó là do mẹ nổi điên lên mà thôi. Mẹ tin ba hả? Mẹ kêu ông ấy tới bệnh viện cùng với mẹ, nhưng mà ông ấy không chịu đi. Ba cũng đã nói với con là không ăn trộm nữa. Con thà ước rằng con không có ba thì hơn. Thằng nhóc con này, ai bài con nói mấy lời đó vậy hả? Cho dù ba con có là một tên trộm, nhưng ba con vẫn là người tốt. Con không được nói như vậy nghe chưa? Ba con đi trộm tiền chỉ là để cứu con mà thôi. Và ba con phải vào tù lần thứ hai là bởi vì mẹ đó. Mẹ chưa kể con nghe, lúc trước khi mẹ làm một quản gia, vợ của ông chủ đã buộc tội mẹ trộm đồ và đánh mẹ. Mẹ không thể chịu kìm nén được tức giận, đã cãi nhau và mẹ còn đánh nhau với bà ấy. Hả? Không may là khi bà ấy té ngã, đầu bà ấy va vào cạnh bàn. Đáng lẽ mẹ phải ngồi tù, nhưng ba đã vào tù thay cho mẹ. Ba mẹ đã phải vay nợ bởi vì ba mẹ không đủ tiền để trả. Con đừng như vậy mà. Sao con lại có thể nói những lời như vậy về ba của con chứ? Nhưng con thấy rất thương cho mẹ đó. Mình che à? Lẽ ra con nên dành tình cảm cho ba của con nhiều hơn là với mẹ. Cho dù rằng ba của con có mang về đây đến 10 đứa con riêng, mẹ cũng không nói gì đâu. Con có hiểu không? Tội nghiệp đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ thương con. Mình che. Thằng bé đó ngủ sai rồi. Khi nào thì mình nên đưa nó về với mẹ của nó đi? Khi mẹ của con tỉnh dậy, chắc chắn là bà ấy sẽ đi tìm con. Dù cho chú có đưa con trở lại đó, họ cũng sẽ không để con yên đâu.
Mình trẻ con trai tôi, tôi muốn được nhìn thấy nó trưởng thành. Con trai tôi không thể nào chịu đựng chuyện như vậy được. Ba ơi, Ban Su, Su Yên, con trai của tôi, hãy đưa nó theo cậu đi. Ban Su à, tôi xin lỗi. Trần Ghi à, Bé Sang là một đại tướng của tất cả mọi người. Dạo mi đã tìm được một kho báu rất là to lớn. Và rồi đại tướng Bé Sang đã bí mật chôn giấu kho báu đó ở rất sâu trong một ngọn núi. Con sao vậy? Gặp ác mộng hả? Có ba đây rồi, có ba đây rồi con à. Không sao đâu, đừng khóc nữa mà. Có ba đây rồi, không sao đâu. Mọi chuyện đã ổn rồi. Ba biết cảm giác đó mà. Đêm nào ba cũng gặp ác mộng vì ba của ba đâu. Đừng khóc, không sao đâu, đừng khóc nữa. Được rồi, đừng khóc nữa, đừng có lo nữa. Có ba ở đây rồi con à. Lạnh quá trời à. Ê, trời. Chào công tôi Jun. Suốt đêm qua tôi đã rất hối hận về những chuyện sai trái của tôi rồi. Chắc là tôi bị điên rồi. Một người kia đã bị điên thì không nên làm cảnh sát nữa đâu. Khoan đã công tôi Jun. Nghe tôi nói. Con gái của tôi vẫn còn nhỏ lắm. Nó chỉ mới có 4 tuổi thôi. Mẹ của nó qua đời khi nó còn nhỏ và cũng không có họ hàng nào hết. Nếu tôi phải đi tù sẽ không có ai chăm sóc cho nó. Tôi xin lỗi, tôi đúng là thằng đần mà. Thì sao hả? Cưỡng đoạt tiền từ các nghi phạm chưa đủ hay sao? Mà cậu còn để lấy tiền từ tập đoàn John Moon. Cậu muốn kiếm một món hời từ việc này hay sao? Không phải, tôi không có. Đúng, anh nói đúng. Nếu như anh muốn tôi bò, tôi cũng sẽ bò. Nếu như anh muốn tôi sủa, tôi cũng sẽ sủa. Tôi đúng là một thằng khốn. Nên làm ơn hãy tha cho tôi lần này đi. Sô chú con gái của tôi, nó không thể thiếu tôi được. Càng sông Yên à, phạm tội là chuyện xấu, nhưng tôi tin là luật pháp cũng có nước mắt mà. Tôi đây cũng là cha của một đứa con 4 tuổi. Hãy sống thành thật đi. Con gái cậu sẽ học được gì từ cậu chứ? Tôi chắc chắn rồi. Tôi đúng vậy. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Sôi chua à? Sôi chua à? Ba ơi. Sôi chua. Con chúa đáng yêu của ba hả? Khi không có ba, con có thấy sợ không hả? Ba ơi, sao ba không về nhà? Ba lại uống rượu nữa đúng không? Hả? Ba đừng uống rượu nữa. Như vậy khiến cuộc sống con sẽ khó khăn hơn. Ba biết rồi. Thương con lắm. Về nhà thôi. Đây. Được rồi, ăn mì đi con. Của con đây. Còn đây là của ba. Ba không định đi thăm bạn ấy hả? Bạn nào? Bạn mà ba con mình gặp ở bệnh viện á. Con thích gặp bạn ấy. Tất nhiên rồi. Bữa nào chúng ta đi. Ăn đi sô chu. Mau ăn đi con. Ngon lắm. Ăn đi con. Ba vẫn còn một quân bài nữa để chơi. Nếu chúng ta tiết lộ chuyện về cậu bé mà chúng ta thấy đêm đó, ba có thể bắt được tên khốn Jun Chung The. Cô Min, vợ của giáo viên Kim ở một trường trung học và cũng là nạn nhân được tìm thấy xác ở trên núi vào vài ngày trước, đang nhảy xuống sông tự tử.
Dù việc này có lẽ bắt nguồn từ nguyên nhân là sau khi chồng cô ấy bị phát hiện là sử dụng ma túy, cô ấy đã đốt than củi trong nhà và đã cố tình tự tử cùng với con trai của mình. Cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm dọc theo con sông theo lời kể của các nhân chứng. Vì đêm qua bất ngờ có một trận mưa lớn cho nên mực nước sông dâng cao lên, khiến cho việc tìm kiếm xác lại càng khó khăn hơn nữa.